Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một việc khá là hay ho, đó là chúng ta sẽ đi tìm cái Nether Rug. Chúng ta sẽ đi tìm cái Nether Rug, tức là cái mảnh vỡ của đại bạn đó. Thì hiện tại bây giờ là mình đang ở bên cái chỗ máy farm của mình đây hả. Đây là chỗ cây nè, còn kia là máy farm cây, đây là máy farm mía. Mình cảm thấy sao ta, cái năng suất mía bên con hòn đảo kia mình cho không được nhiều lắm, cho nên ra là mình làm cái này luôn. Dạ thì theo như mình thấy thì theo như mình thấy thì khi mà mình làm cái này, làm cái máy farm này xong thì năng suất nó vẫn như cũ, y chang, vẫn rất là chậm, rất là kém mà không có nhanh nhẹn được mấy. Đó, thì đây là cái máy farm cây mình đó. Thì sẽ có một số bạn hỏi là ô làm cái máy farm cây rồi gì mắc mới trồng cây cho nó gì cho nó mệt vậy. Thì đúng đúng là đây là cái máy farm cây, nhưng mà mình xin phép đặt lại nha, đây là cái máy tiêu hao mầm cây mới đúng. Bởi vì như bạn thấy là hiện tại bây giờ mình có 9 cái mầm cây đúng không đó. Thì có một đợt á, có một đợt mình thì mình không biết, mình cứ việc mình farm tới 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 thôi, và thế là một hơi mầm cây hết trơn, mầm cây nó hết sạch luôn đó. Giờ mình bắt buộc phải chạy, mình bắt buộc phải đi chèo thuyền, và chèo thuyền kiếm một cái hòn đảo ở đó có cái mầm cây kiểu này nè đó, mình đem về đó, mình trồng lên như thế này để mà mình về để mà kiểu như cho nó lớn lên các bạn, để mình chặt cây bỏ tặng cho nó gớt cái mầm ra. Chứ thực ra là cái máy đó, là cái máy farm đó, nó chỉ tập trung vào cái việc đó là nó chỉ đẩy cái phần thân gỗ thôi các bạn, tức là mấy cái piston nó chỉ đẩy phần thân gỗ, nó chỉ đẩy cái phần thân gỗ của cái cây đi qua đi ra đi ra đi ra vậy thôi đó. Còn cái phần lá thì nó kiểu như vẫn giữ nguyên như thì cái phần lá thì nó vẫn giữ nguyên cố định một chỗ vậy đó, đó. Và thì chúng ta cũng có thể đập mấy cái lá này nếu là lấy mầm, nhưng mà cái tỷ lệ rớt ra nó rất là ít các bạn, cái tỷ lệ rớt ra rơi ra lá cây nó rất là ít đó, quá chừng ít quá luôn này đó. Và các bạn thấy là cấp độ mà mình farm lên đó chính là bây giờ là 88 mà bạn, cấp độ mà mình farm lên bây giờ là 88 mà. Và có một điều đặc biệt đó là mình đã ép cái dòng sửa chữa trong cây kiếm của mình đó, bởi vì mình farm hơi nhiều các bạn, cái kiếm nó gần hư rồi, mình sợ nó hư cho nên mình qua mình cố gắng mình mua cái sách sửa chữa rồi mình ép vô đó. Và thứ hai nữa là đây đây cái giáp của mình nó không có được phù phép các bạn, nhưng mà mình là kiểu như là mình bỏ thời gian mà mình farm á, mình đi phù phép lại đó. Thì cái ủng á, cái ủng thì ban đầu nó chỉ được có bảo vệ 4 thôi, đúng một vòng nhất thôi đó, nhưng mà kiểu như là mình chết ngu các bạn, kiểu như là mới farm rồi nè, mình leo lên trên túc tương kia đó, mình leo lên túc trên kia kìa đó, để mà mình farm, mình AFK để mình farm đó. Thì cái lúc mà kiểu như đi xuống mà không cẩn thận cái mình bị té rồi, mình bị ngã, cái mình rơi xuống mình chết hoài á. Thì đây mình bắt chế độ là chết không mất đồ, cho nên là kinh nghiệm vẫn giữ nguyên nha đó. Nhưng mà có một đặc điểm, nhưng mà nó có một đặc điểm là cái giày của mình á, thì mình chết hơi nhiều, cho nên là cái giày mình gần hỏng, cho thế là mình phải cố gắng mình mua cái sách sửa chữa mình ép vào đó. Rồi cái thứ hai đó là cái nón mình thì nó cũng chỉ có một vòng thôi, nhưng mà cứ để làm cái máy này đó vào buổi tối á, thì cái năng suất quái nó ra, vào buổi tối á, quái nó xuất hiện nó rất là nhiều các bạn đó. Thì dòng nếu gì quái nó xuất hiện nhiều thì mấy cái con mà kiểu chết đuối dưới này nè, nó cũng đi lên bờ, nào là nó phóng lên ba, nào nó đánh mình đủ thứ, cho cái mũ mình nó cũng gần hư luôn đó. Và thế là mình phải cố gắng đi mua sách sửa chữa để mà mình ép lại thêm cái nữa đó. Đây thì đây là cái sẻng của mình, hiệu sức 400 hổng nè, mấy cái này là mình còn, đây là cây nhiều, cây nhiều được hiệu sức 400 hổng về đồ mình mại đó. Đây đó, thì cái này thì các bạn biết ha đó. Đó, thì mấy cái này thì mình ép vào thôi đó. Đó. Thì mình đem cái bộ giáp mình vô vào một phép để mà ép á, thì nó cứ ra cái dòng trăm hổng này cái nọ thôi đó, nó cứ ra như vậy. Rồi quá quá trời luôn. Như các bạn có thể thấy ra là cây kiếm của mình đó là vừa mới chém một cái thôi là nó sửa liền, và thế là chúng ta lại có kinh nghiệm đó. Đó. Thì bây giờ là quay lại về việc chính của chúng ta, đó là mình sẽ đi tìm manh vỡ của đại bạn. Và muốn tìm manh vỡ của đại, đầu tiên mình phải có TNT.
TNT thì mình phải có thuốc súng và cát, đúng rồi, mình phải có thuốc súng và cát. Và thuốc súng thì ở đâu, đúng không? Thì cho bạn xem này đây. Chưa đâu, còn đây nữa. Thì nói chung là mình cũng tích cực, mình farm dữ lắm luôn mới có được các bạn. Và cho bạn xem thêm cái này nè. Đó. Đó, một đống thịt thúi luôn. Đó, để mà tha hồ. Tha hồ mà cho đổi nha. Thì mũi tên thì mình cũng lấy được rất là nhiều bạn, nhưng mà mình thấy là mình chỉ cần có cây cung á, cái mình chỉ cần có cây cung á, có cái dòng là vô hạn bạn. Cái cung mà có dòng phù phép là vô hạn á, vô hạn á, là chỉ cần mình chỉ cần một cái mũi tên thôi là mình bắn được vô số mũi tên đó, đó. Còn mấy cái trống gì hết rồi đó. Thì với cái số bột xương này thì với số bột xương này thì chúng ta có thể tha hồ mà tiêu mà tiêu dùng được rồi ha. Đó. Giờ mình sẽ lấy một ít của cái máy farm này. Đó. À, ném cái này đi, lấy cái này làm gì? Và thêm một cái đó là mình đã có xây cho mình một cái máy farm nông sản mà. Cái máy farm nông sản này là mình lấy trên mạng các bạn, nhưng mà có điều là mình có chỉnh sửa nó một xíu. Bởi vì đơn giản là cái máy farm đó ở trên mạng thì người ta cần tới cái bít tông mà, cái bít tông mà bít tông dính đó. Thì bít tông dính thì mình phải có slime, mà hiện tại giờ mình không có slime cho nên là mình không có sử dụng bít tông dính được, nhưng mà mình vẫn làm bạn, chỉ là mình thay đổi thiết kế nó một chút thôi đó. Nè đó, thì cái máy farm này thì ban đầu người ta kiểu như là cho hai cái khối mà có cái hình cái mặt, có cái hình khuôn mặt các bạn đó, cho nó kiểu như là nó đặt nó lại với nhau để mà nó tín hiệu nó lặp đi lặp lại nhiều lần đó, rồi sau đó đặt bột đá đỏ lên đây nè đó. Rồi từ trong mấy cái máy phân phát này định đặt nhiều bột xương lên để mà farm thôi, chứ không có gì trơn trọi á đó. Rồi mình cũng dựa theo thiết kế đó mình thiết kế cái này nè đó đó, rồi xong đó. Thì cái đó nó cũng cái tín hiệu nó đỏ, nó cũng lặp đi lặp lại được. Nên là cái thiết kế này thì cái tín hiệu đó đỏ nó cũng lặp đi lặp lại nhiều lần bình thường, nó không sao cả đó. Không cần tới cái observer kia đó. Rồi thì hiện tại thì mình đã có một một con là cát, cát ở cái đảo mình các bạn, cát này là cát ở đảo mình đó. Thì mình sẽ sử dụng cái cát này luôn, mà vấn đề là hết chỗ rồi. Hết chỗ rồi, mình ném một số thứ vào. À, mình cho lại cho nó đâu nè, thấy gì không? Ngọc Ender. Ngọc Ender này mình lấy từ đâu ra? Ngọc Ender này á là lúc mà mình farm quái bạn thì mình cũng có gặp chạy à, mình cũng có gặp một số con Enderman. Thì gặp một số con Enderman sao giết bỏ mà. Gặp Enderman là giết liền, không chửi cho. Và nhờ cái kiếm này có dòng nhặt mà, cái kiếm này nó có dòng, nó có phụ nhất là nhặt ba, cho nên là cái tỷ lệ rớt ngọc Ender nó rất là cao bạn, nó hơi bị cao luôn, cho nên là nó một sách hai sách, một stack hai stack, ba bốn năm sáu, ồ sáu cái stack luôn bạn, ghê chưa rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra một cách khác nha bạn, rồi và chúng ta sẽ chế tạo ra TNT đó. Thuốc súng này hay là cậu xài tới mòn luôn, xài tới đời ha, đời cháu luôn, chắc cố chứ chết gì là không hết luôn rồi. Không, nó giỡn thôi chứ xài có chút xíu là hết rồi, không tin nổi cháu cố chứ chết được. Đó, hai stack TNT các bạn, hai stack TNT nha. Đây có chín cái từ lấy chín cái từ cái kim tự tháp nữa nè. Mình sẽ chế tạo TNT nhiều nhiều xíu bạn, bởi vì đơn giản mảnh vỡ cái Nederlight, mảnh vỡ cổ đại bạn là một cái thứ nó rất là khó tìm, là một cái quặng rất là hiếm đó, cho nên là chúng ta phải chuẩn bị thật là kỹ càng bạn. Đó. Bây giờ mình phải qua quan cho mình lấy thêm thuốc súng nữa bạn. Rồi các bạn ơi, đây thì mình chế tạo được như này nè, mình nghĩ như đây chắc đủ rồi các bạn. 1 2 3 4 cái setup rồi đó. Hơn 4 setup đó. Kinh khủng chưa? Cái này thì kinh.
kiểu này thì thứ nào chịu nổi hết trơn đó. Thì bây giờ cái việc mà mình cần làm á, cái việc mà mình cần làm bây giờ đó là mình phải đi vào địa ngục tất nhiên rồi, nhưng mà chúng ta cần phải có, mình cần phải đến cái vùng đồng bằng mà, cái vùng mà hiện tại bây giờ cái cổng địa ngục của mình nó chỉ nó sờ bon ngay cái vùng đất núi lửa bạn. Mình ghét cái vùng đất nó cực kỳ luôn, bây giờ đơn giản là cái chỗ đó nó toàn là núi lửa mà, nhưng mà biết nó toàn dung nham không à. Thứ hai nữa, nó có những cái con xà lam mà, những cái con mắc ma block á, thì cái con đó nó rất là khó chịu, những cái con đó nó rất là khó chịu, những con mấy cái con đó thì các bạn biết rồi đó, nó kiểu như là nó bự mà nó còn khó đánh nữa bạn, nó to mà nó còn khó đánh nữa, cho nên là mà mình khá là ghét cái chỗ đó. Bây giờ là mình phải vào địa ngục rồi sau đó mình dùng lợi để mà mình tìm kiếm cái biome đồng bằng. Hai bạn ơi, thì mình vừa mới lên mạng mình tìm kiếm từ cái biome mà bình thường bạn, cái biome bình thường của cái địa ngục là nó tên là cái gì, thì mình biết được rằng thì cái biome bình thường nó tên là Nether gì đó, Nether Wash hay là Nether Lack thì là cái gì đó đó, mình không nhớ rõ lắm, chắc mình phải xem lại thêm một lần nữa bạn ơi. À, đó là cái Nether Watchtower vậy đó bạn, hình như là cái này nè hay sao đó. Mình cũng không biết là nó có đúng hay không nữa, thật luôn mình cũng không biết nó có đúng hay không nữa, mà nếu như nó đúng thì thật sự cũng đỡ rồi nha, em tao nha. Đây là 76 trừ 108 luôn. Thì có một số bạn nó nói ui thằng này chơi ăn gian, thằng này chơi cheat. Nhưng mà thật sự bạn tìm kiếm mấy cái bài nó lâu lắm, không cheat không được đâu. Mình nói thật là vậy luôn. Tọa độ là nhiêu quên tiêu rồi. À, trừ 108 à. Rồi rớt trừ 108 thì chúng ta sẽ đi về hướng này. Cúp này cúp gì ạ? Cúp chùm hỏng rồi. Thôi lấy qua cúp về gia tài đi. À, cho nó nhanh mà. Có sức 4 đảo nhanh mà. Rồi bạn ơi, thì mình đã tới nơi bạn, nhưng mà có điều á là mình không hiểu lý do sao mà kiểu như mình đào lên trên đó, mình đào để mà mình tìm đường đi lên đó, mình đào muốn nát luôn bạn, mình đào tới tận à, tới tận tận bên rắc luôn nhưng mà vẫn không thấy đường đi lên bạn. Thì mình quyết định mình quay cho lại chỗ cũ xem sao đó. Thì đâu để xem coi, ô hình như tới nơi bạn ơi, không ở hình như tới chỗ rồi nè. Ở đây gì nè, đúng không? Ai da, đúng không rồi, đây nè. Trời, tưởng đâu xa. Chỉ cần đi tới chỗ đó đi qua đây là được rồi. Hoàng gì? Má ơi, làm đào cũng chết luôn. Làm tôi đào cũng chết luôn. Nhưng mà địa hình nó xấu à. Địa hình nó hơi bị xấu á. Chết. Tháo này ra. Chết mồ hết chỗ tháo rồi. À đây đây. Bạn ơi, mình dân mũ vàng mà đúng không, mình đi dân chơi đồ vàng quá, mình thích đồ vàng lắm, mình là người thích chơi vàng mà bạn quýnh mình hơi bị sai à. Rồi bây giờ thì ở đây có cái rừng xanh luôn nè, ô ngon, ở đây có cái rừng xanh luôn, được 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 mua rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sao nhỉ, nói chung là cũng khá nhiều đồ bạn, cũng khá là người ta lên tinh thần cho thằng nó bỏ mấy cái này ở nhà. Ui nãy không bỏ mấy cái khối gỗ này nhà chết luôn rồi. À, có thể là mình sẽ như nào nhỉ, à, mình sẽ làm cho mình một cái gương đi bạn ơi. Đó. Mình sẽ làm cho mình một cái gương để mà mình chứa những cái đồ không cần thiết ở dưới đây đi. Đó. Chứa những cái đồ không cần thiết ngay tại dưới địa ngục này luôn. Ôi chết nữa rồi, trời ơi, có TNT mà không có bật lửa thì làm sao mà đi phá được hả, trời ơi, trời ơi, đáng chí gì đâu mà đáng chí gì trời ơi, đó luôn rồi, tôi đáng chí quá mọi người ơi. Có cái gì ta, có TNT mà không có bật lửa thì làm sao mà chơi được đây à. Bây giờ phải đi kiếm sỏi nè, mà gần đây làm gì có sỏi, nếu như muốn có bật lửa phải về nhà một chuyến nữa, trời ơi quá rồi, nó mất thời gian vãi luôn. Rồi xong rồi, về nhà một chuyến nữa rồi các bạn ơi, trời ơi. Rồi bạn ơi, mình đã trở lại rồi đây. Đây, bật lửa đây mọi người ơi.
Trời ơi, quá đời ở chắc băm lộn luôn. Rồi bây giờ là cái công việc đào mới bắt đầu. Thì cái này không đào gắt được bạn, phải đào từ từ thôi. Đào từ từ, chúng ta cần có một cái cúp hơi cùi tí. Đó. Thì chúng ta cần đào xuống dưới tầng 15 thì phải, ở đúng rồi. Tầng 15 nha bạn. Đó. Bây giờ là cắt đoạn này. Đoạn này không có gì để xem hết cả. Đây bạn ơi, đây đã tới tầng 15 nha. Bây giờ thì công việc của chúng ta đó là đào thì có sang các bạn. Đó, có việc đào như này nha. Đó, có việc đào như này. Ồ. Really? Really? Tôi chưa đặt thuốc nổ mà. Tôi chưa đặt TNT mà. Ui nha, chưa kịp đặt TNT nữa mà có rồi bạn ơi. Đó, đây là một điểm hơn nha. Đây chứng tỏ đây là một điểm hơn các bạn. Tập hôm nay có thể là chúng ta tìm được Dora khá là dễ dàng. Bắt đầu có thể làm cái gì ta? Điềm báo. Đúng rồi, điềm báo này. Rồi, bây giờ là lấy đồ này. Đó, đặt vậy. Cách hai lóc rồi. Cách hai lóc hay một lóc gì đó, nói chung mình cũng không biết coi cách hai lóc. Cách hai lóc đi bạn ơi, cho nó chắc ăn. Để nó không nó nổ không được lan ra nhiều. Rồi, mình nghĩ tới đây được rồi ba. Sao đây đặt gần quá nó hư cái chỗ đi, nó hư cái đường đi lên của mình đó. Một bầu trời tan hoang. Trời má ơi, phá hoại nó vô gì đó. Đây nha, rồi. Mới thấy một cục đây mà. Đó kìa. Để mọi người thấy gì chưa? Đăng kim cục đó kìa. Chắc mình đi làm mình lắp cái lava này lại đi bạn. Nhìn chạy chạy. Ghê quá. Ai. Mình quay trở lại đây bạn ơi. Đó thì bây giờ là 12 giờ 18 rồi đó. Thì sau tất cả chúng ta được 16 cung đó. Thì mình cũng tốn công sức khá là nhiều để mình lắp cái lava đó lại bạn đó. Nó khá là mất thời gian bạn ơi. Đó. Nhưng mà cuối cùng mình lắp xong rồi bạn, mình lắp xong nhưng mà cuối cùng lòi ra là không có cục nào hết trơn. Trời ơi, phải chi mình lắp xong lava nó lòi ra một đống cục của tụi nó. Hồi này lắp xong không có cục đào cho. Nói thì đó, thì nói vậy thôi chứ thật ra là mình không có thể nào lắp hoàn toàn được bạn. Vì tại giờ còn nhà muối thì mình không thể nào lắp hoàn toàn được bạn, bởi vì đơn giản là mình có dùng sỏi đây bạn. Dùng sỏi đi thì bây giờ đơn giản có mấy cái lớp lava nha, ví dụ như đúng không, cái lớp lava đó là ban đầu đi có một lớp lava nằm trên đây đó, và cũng có một cái dòng chảy lava nằm đây nào đó, mà mình lỡ mình không biết á, mình vô tình mình đặt thuốc nổ và nó bung một cái, vậy là cái lớp lava này nó tràn ra, nó cộng thêm cái lớp lava như này nó cũng tràn ra. Thì mình nghĩ là đây là cái nguồn của nó này, mình chỉ cần bịt cái nguồn này lại là xong. Nhưng mà cuối cùng mình bịt cái nguồn này là xong, mình bịt cái nguồn này xong rồi thì vẫn còn cái nguồn ở đây đó, thì nó cứ kiểu chồng chất là nhau vậy đó bạn. Nó hiện ra mình phải bắt buộc mình dùng sỏi để chi đó mà, kiểu như là mình bắt lên cao đấy bạn đó, mình bắt lên cao rồi cái mình thả sỏi xuống cái gì nào đó cho sỏi nó rớt xuống là mình lắp hết toàn bộ la bài luôn đó. Thì lắp thì lắp vậy thôi chứ không thể nào mà lắp hoàn toàn 100% được, thì tầm khoảng 70% thôi bạn ơi đó. Chứ lắp được 100% hay là có thể là cái hang nó còn rộng dưới nữa đó. Nhưng mà thôi được 70% cũng được rồi. Rồi, cảm ơn bạn đã xem video nha. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Bye bye nha.